trung tâm phong thủy, tâm thiện, xin giới thiệu đến bạn. Các bạn xem video một cuộc đất mà nó là nỗi niềm mơ ước của rất nhiều nhà làm phong thủy. Đây là một cuộc đất hiếm, thầy đã kiểm tra ở phương vị mộ là 225 độ chính hướng, và ở sơn tức là tọa đằng sau mộ là 45 độ. Thế thì ở một thế đó là thế tam ban xảo quái, nó là cuộc đất nó bền được đến 180 năm, tức là con cháu là được hưởng về tài lộc, hưởng về những cái tổ tiên phù trợ. Thế thì để đến được với cái ngôi mộ đó thì các bạn theo dõi trước video, thầy đang lái xe đến kiểm tra ở khu vực phía sau của ngôi mộ. Ở phía sau của ngôi mộ thì có một quả núi án ở đằng sau, mà trong phong thủy gọi đó là huyền vũ, tức là trấn ở phía sau. Thế thì đường đi thì để mà tầm long, để mà tìm được những vị trí đắc đạo, đắc về khí và vị trí có long, thì thầy cũng đi nhiều lắm, nhiều nơi. Nhưng đây là một cái vị trí ở tại xã Phương Thanh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là một thế là một cuộc đất mà chắc chắn một điều là cuộc đất này là cuộc đất mà có thể phát được đến công hầu để trước. Tôi là thầy Tâm Thiện, hôm nay là đang sang để hoàn thiện những phần cuối của dự án công trình hồ Trạch cho gia đình.